Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử setup một bộ hát karaoke rất xin là bình dân, và thương hiệu của những sản phẩm của trong bộ hát karaoke này thì nó rất chi là thương hiệu cao nhé. Với một chiếc đẩy DK Raking RA400 mặt quay nhôm, dòng này thì chất âm của nó rất chi là hay. Công suất của nó cũng rất chi là khỏe. Phối ghép cho một bác khách, bác ở Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa chọn một bộ hát karaoke này, gồm một chiếc đẩy, một chiếc vang tin KM320, một dòng vang cực kỳ nổi tiếng về cái chất âm hay, nhạc bay bổng, tiếng mic thì rất chi là dẻo và chống hú chống zip rất chi là tốt. Và phối ghép cho bác là một cặp loa mắc tim phiên bản đặc biệt, sử dụng bát Eamon và tép PMC. Dòng loa này bát tép đều nhập khẩu của Mỹ nên là cái chất âm của nó rất chi là hay. Với chọn bộ hát karaoke này thì nó rơi vào hơn 16 triệu, rất chi là hay nha các bác nhé. Gồm mic này, vang, đẩy và cặp loa này, nên là cái chất âm của nó nghe và hát cũng rất chi tuyệt vời. Cảm ơn một bác khách, bác ở Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa, bác đã ủng hộ bên cửa hàng. Giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời bác khách trước khi nhận sản phẩm bên em, trước khi gửi hàng thì bên em cũng thử kỹ để cho bác nhận hàng được hài lòng. Và mời toàn thể các bác đang thưởng thức video này, các bác hãy cảm nhận bộ hát karaoke này, nó rất chi là hay nhé. Trước khi em sẽ alo một hai câu về đường mic của nó, chống hú rất chi tuyệt vời nhé. Đây em alo ngay loa nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo, nói về cái chất âm chống hú chống zip và tiếng bay bổng rất chi là bay, và mời các bác thưởng thức cái phần nhạc nhé. Sản phẩm hát karaoke, các bác alo cho em qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 359. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Và cũng hai đoàn khách cũng rất xa cũng đã đến bên cửa hàng. Giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video để tiếp các đoàn khách cũng đã đến bên cửa hàng ủng hộ những bộ hát karaoke tiếp theo.